Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách trồng những loại rau thơm như là rau húng quế này nhé, để chúng ta có thể dùng nhé. Đây ạ, đây là rau húng quế, mình mua mớ một rau ở chợ về, mình có thể trồng để lấy rau ăn nhé. Và chúng ta có túi nước sạch, mình ăn cái rau này là rau thơm, để chúng ta lên ăn, mình trồng được mình ăn thì nó sẽ đảm bảo không sợ là họ tưới những cái nước bẩn nhé. Để làm đất trồng rau thì mình cũng nhiều video mình cũng nói về cách trồng làm đất trồng rau rồi. Thì đất của mình chủ yếu là trấu và đất nhé. Nếu mà các bạn có cho thì mình có thể cho thêm cho. Đây ạ. Không có chỉ cần trấu thôi để cho đất nó xốp nhé. Mình sẽ cấy những khóm rau này vào. Bạn sẽ chia ra thành những khóm như thế này cho mình nhé. Rau này thơm, mùa hè chúng ta có thể, hoặc là lúc nào chúng ta có thể ăn sống, hoặc là mình cho vào những cái món lộn, hoặc là trang trí trong đĩa thức ăn chúng ta nấu ấy ạ. Cái rau này thì cũng rất dễ sống thôi, các bạn chỉ cần trồng cho mình và giữ được độ ẩm cho đất chứ không cần phải ẩm quá nhé. Rau này thì nó đẻ cũng nhanh lắm ạ. Khi chúng ta cấy như này xong nó sẽ lan ra khắp chậu này luôn. Ăn thoải mái rau. Vài cây mình trồng một khóm là được nhé. Với những cái chậu thau mà bục ấy thì chúng ta có thể dùng được. Mình cứ trồng trên sân thượng này mỗi thứ một ít để lấy rau cho gia đình nhà mình, cung cấp rau sạch cho gia đình ạ. Trồng hai chậu này rau thôi là sẽ cung cấp đủ rau cho gia đình. Thường trồng rau này thì các bạn nên trồng vào buổi chiều nhé. Như đây là mình mua buổi sáng thì bây giờ chiều mình mới cấy. Nếu mà cấy vào buổi trưa sáng ấy, thì trưa nó nắng ấy, thì nó hồi cây rất lâu. Nhưng mà mình để qua đêm như thế này ấy, thì nó cây nó hồi sẽ nhanh nhé. Mình ở ria đường họ chở đất đấy, đất cát họ chở được các công trình xây dựng ạ. Mùa này là mùa lúc cạn, sông lúc cạn ấy, thì họ ra bãi rất dễ thì, nên là nhiều lúc á, tiếng xe nó ồn nhé, các bạn có thể thông cảm cho mình. Khi mình trồng xong như thế này rồi nhá, mình có thể là tưới nước nhá. Trong nữa mình sẽ, đây mình sẽ lấy doa mình tưới nước luôn. Mới đầu khi đất nó còn khô ấy, thì các bạn cứ tưới nhiều nước cho mình nhé. Sau đến những ngày hôm sau thì các bạn chỉ cần tưới để cho nó ẩm đất thôi là được. Các
mình cũng chia sẻ các bạn cách trồng cây nha đam hay nhà lô hội nhé. Ở đây các bạn, đây là cái chậu của mình, mình cũng cho đất rồi. Và đây mình sẽ cho một khóm nha đam hay lô hội này vào để mình trồng nhé. Cái loại nha đam mình cũng có trồng rồi, nhưng mà cái loại này nó còn tốt to lắm ạ. Như là nha đam trong siêu thị các bạn mua ấy. Sẽ cho cái đất này ra. Mình mới xin được của nhà em nhà mình, nên là mình đem về mình trồng. Nha đam hay lưu hội này các bạn trồng thì rất dễ sống thôi ạ. Cho thêm ít đất nữa. Mình chỉ cần trồng một khóm một chậu này á, sau độ 2-3 tháng sau ấy, nó hồi cây á, sau nó đẻ ra rất nhiều cây con nhé. Kể cả những cái cây như thế này nhé, các bạn trồng nó vẫn lên vì nó dễ sống ạ. Mình cứ trồng vào đây, mình ươm vào đây. Cây này thì cũng không cần nhiều nước các bạn nhé, nhưng mà mới đầu ấy thì mình cứ tưới nước thôi. Đây là cây lá thơm, lá lép các bạn nhé. Đấy, mình trồng thì cũng hôm bây giờ nó đang hồi cây rồi. Đây là những khóm rau muống mình gieo nhé, bắt đầu nó đang lên rồi đấy ạ. Còn đây là rau bó xôi, cải bó xôi lên rất tốt. Đây các bạn, hôm trước mình có trồng rau cải son đấy ạ. Và mình tưới nhá, rau cải son rất nhanh lên, dễ lên. Rau cải son thì nó sống được ở nước nên các bạn tưới nước thoải mái nhé. Sả của mình trồng cũng đang lên rồi ạ. Cây mướp hương nhá và cây bí ngô. Rất nhiều các loại rau mình đã trồng. Khi mùa hè thì hành hoa chúng ta mới ăn được thì và hành đẻ nó sẽ nụ nhé, thì các bạn mua hành hoa về mình trồng thì chúng ta có thể dùng hành hoa mình trồng để mình ăn, đến khi nào đến mùa kia thì chúng ta lại trồng hành đẻ. Mùa đông ấy thì trồng hành đẻ, mùa hè thì chúng ta trồng hành hoa. Đây ạ, mình mua một mớ hành hoa 5.000 này, bây giờ mình sẽ trồng vào chậu và chúng ta có thể dùng để mình ăn, vừa sạch vừa đảm bảo rẻ. Cũng như cái khác thôi, mình cũng làm đất sẵn rồi các bạn nhé. Vì hôm trời mưa ấy, mình trồng ấy, nên là đất mình làm sẵn nó ướt. Bây giờ mình sẽ cấy vào đây. Những khóm hành thì các bạn cũng trồng thưa thưa ra một chút nhé. Hành hoa thì chúng ta sẽ cắt lá để mình ăn thôi, không như hành đẻ. Hành đẻ thì các bạn có thể tỉa để cho nó ra cây khác, cho nó to, nhưng hành hoa thì mình cứ ăn lá thôi, lá hành thôi. Sau khi mình cấy xong phần hành rồi các bạn nhé, các bạn sẽ cho mình chút cho vào. Hành thì nó ưa cho các bạn ạ, cho bếp ấy ạ. Các bạn nấu cơm như mà ngày xưa là có cho bếp củi dạ ấy. Nhưng bây giờ không có thì chúng ta có thể mua nhé. Nếu mà không có thì thôi.
ưa cho này nó sẽ lên tốt ạ. Đấy các bạn thích có thể trồng các loại rau trong nhà, các loại rau thơm nhé, để chúng ta có thể có rau để ăn ạ, sạch đảm bảo mà tiện. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.